Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ám Hà Truyện của tác giả Chu Mộc Nam. Tập 16 chương 151, màn 10 tiểu thử, 5. Đương nhiên nam tử đeo mặt nạ là Tố Mộ Vũ, vốn dĩ hắn định không lấy Vô Song lệnh mà trực tiếp cầm kiếm xông thẳng tới. Nhưng hắn lại lo nếu cứ lao thẳng đến như vậy, còn chưa tới Vô Song thành, đã bị đối phương dùng chiến thuật biển người ngăn cản, cho nên mới tới Thiên Hạ Phường. John, ổ cầu sâm. Sau lưng Thiên Hạ Phường là Vô Song thành, trong Vô Song thành sẽ có người lén lút lấy một ít Vô Song lệnh giao cho Thiên Hạ Phường xử lý. Thiên Hạ Phường sẽ dùng Vô Song lệnh này đổi lấy tiền của cực kỳ phong phú. Tiền của này sẽ được Thiên Hạ Phường và Vô Song thành chia đều, mật thám Ám Hà chỉ đường cho Tô Mộ Vũ nói. Tô Mộ Vũ cất Vô Song lệnh vào trong lồng ngực, tung người lên ngựa, thầm thở dài trong lòng. Bây giờ Vô Song thành đã mục nát tới mức này cơ à, còn phải dùng một sòng bạc để kiếm tư lợi, chẳng trách địa vị trên giang hồ càng lúc càng lụi bại. Ngay lúc hắn định thúc ngựa đi khỏi, nam tử ô kịch kia đột nhiên chạy từ trong Thiên Hạ Phường ra. Có chuyện gì? Tô Mộ Vũ hỏi. Nam tử ô kịch thở hổn hển một hồi lâu, cuối cùng hạ giọng nói, đọc đường có người kiểm tra, ngươi cứ nói là đặt truy hồn nỏ ở tiệm gen Nguyệt Hà trong Vô Song thành, lần này tới đây lấy hàng, đã hiểu, lấy hàng, đã hiểu. Tô Mộ Vũ gật đầu, Vô Song thành không phải chỉ là một môn phái mà đúng như cái tên, nó còn là một thành trì. Trong võ thành cũng có các cửa hàng, tiệm rèn binh khí là thường thấy nhất, quý khách, chuyện ở đây đừng đề cập với bất cứ ai. Nam tử ục ịch nhắc nhở, cho dù không đề cập tới nhưng cả thiên hạ đều biết rồi. Bịt tai trộm chuông chỉ che được tai của các ngươi thôi. Yên tâm đi, Tô Mộ Vũ vung roi, thúc ngựa phi tới. Nam tử ù kịch đứng yên tại chỗ, lau mồ hôi trên người. Xem ra vị công tử này tới gây sự với Vô Song thành rồi. Tô Mộ Vũ thúc ngựa phóng đi. Ở cửa ải đầu tiên đã thấy một đám đệ tử Vô Song thành ngồi dưới mái hiên ăn dưa hấu. Người cầm đầu mới khoảng hơn 20, dáng vẻ tuấn lãng, bên cạnh đặt một cây trường thương. Vừa ăn dưa hấu vừa hò hét gọi những người khác tới. Kể cả hai cảnh vệ ở đây cũng bị hắn kéo vào ăn dưa. Tô Mộ Vũ thúc ngựa dừng lại trước cửa ải, không biết nên trực tiếp thúc ngựa đi qua hay chào hỏi người canh gác một câu, hai vị huynh đệ. Tô Mộ Vũ do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, dưa hấu này ngọt quá, đám người coi như không thấy, chỉ bàn chuyện ăn dưa. Ngon chứ, dưa hấu này là ta mang từ Nam An Thành xa xôi tới đây đấy. Nam tử dùng trường thương đắc ý nói. Nam An Thành, Tô Mộ Vũ nghe, vậy khẽ mỉm cười, thúc ngựa định đi thẳng qua. Nhưng lúc này hai cảnh vệ lập tức buông dưa xấu trong tay xuống, đứng bật dậy, ai đó, dám đi qua cửa ải của Vô Song thành chúng ta. Tô Mộ Vũ vội vàng kéo dây cương. Xin lỗi, vừa rồi thấy các vị huynh đệ không để ý nên ta tự tiện rồi. Ta có Vô Song lệnh, chuyến này tới đây là vì đặt hàng truy hồn nỏ trong tiệm rèn Nguyệt Hà ở Vô Song thành, giờ tới lấy hàng. Không đúng, không đúng. Một cảnh vệ đứng dậy xua tay. Tô Mộ Vũ ngạc nhiên, nghĩ thầm chẳng lẽ cái gã ở Thiên Hạ Phường nói sai. Hắn vẫn giữ bình tĩnh hỏi, có gì không đúng? Đầu tiên đưa Vô Song lệnh rồi mới qua cửa ải Vô Song thành. Bây giờ ngươi đi quá ba lần thân ngựa, rồi mới lấy Vô Song lệnh ra. Lính gác phất tay, trình tự không đúng. Tô Mộ Vũ giờ khóc giờ cười, đành lùi lại, lấy Vô Song lệnh ra. Bây giờ ta có thể đi qua chưa? Người đã chết còn đứng lên được sao? Cây làm thành thuyền rồi còn trông lại được không? Gạo nấu thành cháo rồi còn làm cơm chiên được chắc? Không đúng, không đúng, cảnh vệ bực bội nói. Tô Mộ Vũ cố nén lửa giận trong lòng, vậy xin hỏi vị huynh đệ này, nếu nào mới là đúng? Cảnh vệ nhếch miệng cười. Ba lần thân ngựa, mỗi lần thân ngựa 1.000 lượng, ba lần thân ngựa 3.000 lượng. 3.000 lượng không phải con số nhỏ. Tuy với Tô Mộ Vũ hiện tại cũng không khó, nếu là Tô Sương Hạ ở chỗ này, chắc đã lôi 3.000.000 lượng ra nện vào mặt cảnh vệ kia. Nhưng Tô Mộ Vũ trong lòng hơi động, lắc đầu nói, vị huynh đệ này nói đùa rồi, chỗ truy hồn nỏ mà ta đặt hàng cũng chẳng đáng giá đến 3.000 lượng bạc, cho dù ta rất cần nó cũng không tới mức làm chuyện không có lời như vậy. Vô Song thành nổi danh thiên hạ, chắc cũng không thiếu 3.000 lượng này. Vô Song thành không thiếu, ta thiếu. Thế này đi, trông người quen mặt. À không, sao ngươi lại đeo mặt nạ? Lúc này cảnh vệ mới phản ứng lại. Tại hạ từng trở mặt với người khác, bị chém 17 nhát đao lên mặt, trông rất kinh khủng, nên đành đeo mặt nạ gặp người khác. Xin thứ lỗi, Tô Mộ Vũ trả lời. Được rồi, thế thì nể tình người đáng thương, không thu nhiều tiền như vậy nữa. 300 lượng, thiếu một đồng cũng không được. Cảnh vệ bĩu môi, 300 lượng. Tô Mộ Vũ lấy từ trong lòng ra một tấm ngân phiếu, do dự lúc lâu, cuối cùng bị cảnh vệ kia đoạt lấy. Cảnh vệ cầm ngân phiếu, xem con số, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, xua tay nói, đi đi, đi đi.
Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ thở dài, xoay người định đi, đợi đại nam tử trẻ tuổi luôn ngồi cạnh đó buông miếng dựa xuống. Những người sau lưng hắn cũng lập tức đứng lên. Còn có gì chỉ giáo? Tô Mộ Vũ quay đầu lại hỏi. Vừa rồi, ngươi thở dài là có ý gì? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Tô Mộ Vũ im lặng một lúc rồi trả lời. Ta chỉ tiếc nuối, Vô Song Thành từng là thiên hạ đệ nhất đại phái, bố trí nhiều cửa ải như vậy, hóa ra là để lòng tiền người khác. Ta vốn ngưỡng mộ uy danh của Vô Song Thành, hôm nay chứng kiến chỉ thấy thất vọng. Từng là, nam tử trẻ tuổi nhíu mày. Đám người phía sau hắn lập tức mắng chửi. Thằng nhãi kia, Vô Song Thành chúng ta xưa nay luôn là thiên hạ đệ nhất đại phái, ngươi dám nói năng linh tinh như vậy, không sợ chết à? Bây giờ trên giang hồ, đệ nhất đương nhiên là Tuyết Nguyệt Thành. Tô Mộ Vũ lạnh lùng nói. Ta nghĩ không phải một mình ta cho rằng là vậy, nếu các ngươi cảm thấy Vô Song Thành mạnh, thế cho ta hỏi, năm xưa, người thắng Diệp Đỉnh Chi nửa trưởng, cứu vớt thiên hạ là ai? Bây giờ kiếm khách đứng trong ngũ đại kiếm tiên, danh hiệu cũng là tên thành, là ai? Thương tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ, là ai? Những người này đều không ở trong Vô Song Thành, vì sao Vô Song Thành lại là đệ nhất? Tứ Hòa trả lại ngân phiếu cho hắn. Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói. Cảnh vệ do dự một hồi, không nỡ bỏ, nhưng mau lên nam tử trẻ tuổi cả giận nói. Chính vì đám người các người, nên Vô Song Thành chúng ta mới càng lúc càng bị khinh thường. Tuân lệnh. Cảnh vệ thấy nam tử trẻ tuổi kia nổi giận, lập tức niết ngân phiếu lại tay Tô Mộ Vũ. Sau đó thối lui, trả lại ngân phiếu cho ngươi. Ngươi nói đúng, làm chuyện như vậy rất đáng khinh thường. Nam tử trẻ tuổi giơ tay, trường thương đã tới tay, nhưng vừa rồi ngươi sỉ nhục Vô Song Thành chúng ta, không thể tha thứ được. Ngươi cũng rất kiếm bên hông, thế thì tranh tài với ta xem nào. Chương 152, Man 10 tiểu thử, 6, Tô Mộ Vũ nhìn thanh trường thương kia, hỏi. Chẳng hay vị huynh đệ này là đại đệ tử dưới trướng thành chủ Vô Song Thành Tống Yến Hồi, Lô Ngọc Địch. Nam tử trẻ tuổi vung trường thương, có vẻ rất khí thế. Tô Mộ Vũ ngạc nhiên, Tống thành chủ là tông sư kiếm đạo cơ mà. Sao đại đệ tử của hắn lại dùng thương? Lô Ngọc Địch nhíu mày. Sắc mặt đám tùy tùng đằng sau cũng lập tức đen kịt, hắn cả giận nói, ngươi đang nghi ngờ ta? Tô Mộ Vũ lắc đầu nói, chỉ tò mò thôi, thế nên ta mới hỏi, vì ta ngưỡng mộ kiếm đạo của Vô Song Thành đã lâu. Nhiều năm trước, khi Vô Song Thành vẫn là giang hồ đệ nhất đại phái, được tôn là thiên hạ võ học đều ở Vô Song. Sau này, trên giang hồ xuất hiện một tòa Vô Kiếm Thành, một đoạt đi kiếm đạo trên đỉnh đầu Vô Song Thành, nhưng chỉ mấy năm sau đã biến mất trong giang hồ. Lô Ngọc Địch cười lạnh nói, chỉ là một cái Vô Kiếm Thành, thành chủ chó má đó được tôn là kiếm thần gì gì đó, chẳng qua chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Ồ, Tô Mộ Vũ đặt tay lên chuôi kiếm. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì sao ngươi không luyện kiếm? Chẳng phải Tuyết Nguyệt Thành xuất hiện thương tiên độc nhất vô nhị à? Ông đây luyện thương 8 năm 10 năm, để hắn không còn là độc nhất vô nhị nữa. Lô Ngọc Địch ngạo nghễ nói. Các đệ tử Vô Song Thành phía sau vỗ tay hò hét. Đại sư huynh thật có khí phách, thằng nhãi, ngươi đừng lảng tránh nữa, để ta dạy ngươi một bài học. Lô Ngọc Địch đột nhiên phản ứng lại. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng, ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều, nếu xét theo bối phận, ngươi có gọi ta là thúc thúc cũng chẳng sai. Dọc đường từ Thiên Hạ Phường đến đây, ta đã rất thất vọng về Vô Song Thành, thất vọng tới mức giờ chỉ muốn bỏ đi. Xem ra không dạy ngươi một bài học thì ngươi chẳng biết điều. Lô Ngọc Địch vung trường thương lên đập xuống người Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ nghiêng người né tránh, cánh tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm rồi lại lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi còn chưa xứng để ta dùng thanh kiếm này. Trường thương của Lô Ngọc Địch bị Tô Mộ Vũ tránh được. Hắn cả kinh, không ngờ thần pháp của nam tử trông khá yếu ớt này lại nhanh chóng như vậy. Tiếp đó lại nghe thấy câu nói của Tô Mộ Vũ, trong lòng hắn bừng bừng lửa giận, thế thương biến đổi. Đâm ra ba thương, mỗi thương đều nhắm vào chỗ yếu của Tô Mộ Vũ. Thiên hiểm thương, trong những người vây xem có kẻ kinh hãi hét lên. Đại sư huynh, không được. Thiên hiểm thương cũng có danh tiếng không nhỏ trong giang hồ. Bộ thương pháp này nổi danh hung ác bá đạo. Nghe nói tổng cộng có 36 chiêu thương, chiêu nào cũng là thế công giết người đoạt mạng, không lưu lại đường sống cho đối phương. Nhưng cũng vì như vậy, nếu là luận võ luận đạo bình thường, rất ít người sử dụng thương pháp này vì một khí không cẩn thận sẽ gây thiệt mạng. Đối với bọn họ mà nói, Tô Mộ Vũ chỉ là khách từ ngoài tới buôn bán, cùng lắm là xung đột ngoài miệng lưỡi mà thôi, nếu thật sự gây thiệt mạng, bọn họ cũng không được yên lành. Nhưng đã không còn kịp, Tô Mộ Vũ lập tức né tránh hai thương, có điều mắt thấy thương thứ ba đã sắp đâm xuyên qua ngực hắn, lúc này Lô Ngọc Địch cũng phản ứng lại, hắn đã hối hận, định dừng tay nhưng đã không còn kịp. Đúng lúc đó Tô Mộ Vũ đột nhiên ra tay, hắn giơ hai ngón tay lên, trực tiếp kẹp lấy mũi thương của Lô Ngọc Địch, một tiếng keng vang vọng, khiến mọi người dồn dập che lỗ tai. Lô Ngọc Địch thở phào một tiếng, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn đờ người một lúc mới khôi phục tinh thần,
người trước mặt chỉ dùng hai ngón tay mà kẹp được mũi thương của mình. Ta từng gặp thương tiên, thấy thương của hắn, thương của ngươi. Tô Mộ Vũ búng hai ngón tay, toàn bộ thanh trường thương rung động kịch liệt, cánh tay Lô Ngọc Địch chấn động, hộ khẩu trực tiếp nứt toác, trường thương bay vụt khỏi tay, bị Tô Mộ Vũ đoạt lấy. Tô Mộ Vũ vung trường thương, múa thành từng đó hoa thương, có sách giày cho hắn cũng không xứng. Lô Ngọc Địch nghe câu này, đáng lý phải giận dữ, nhưng giờ phút này đối phương thể hiện thực lực áp đảo tuyệt đối, hắn chỉ thấy hoảng sợ. Còn Tô Mộ Vũ, xưa nay hắn không có cảm xúc gì với lời nói của người khác, nhưng vừa rồi, lời nói của hắn lại mang vẻ chế nhạo và coi thường rất hiếm thấy. Có lẽ lúc vừa rồi Lô Ngọc Địch sỉ nhục Vô Kiếm Thành đã chọc giận hắn, hoặc lúc này hắn cố ý chọc giận Lô Ngọc Địch. Hắn nắm lấy trường thương của Lô Ngọc Địch, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu múa thương. Cát bay đá chạy, chim chóc bay tứ tung, trong đầu Tô Mộ Vũ không ngừng hồi tưởng lại cảnh ngay trước khi ma giáo Đông Trình, từ không Trường Phong cầm kiếm giết vào chiến trường, thương thế mãnh liệt, kinh động vạn vật, chấn động thiên địa. Trường thương lướt qua bầu trời, tiếng rít như tiếng long ngâm, đó là thương pháp vô địch thiên hạ mà mọi người vẫn đồn đại, Kinh Long Biến. Bây giờ Kinh Long Biến tái hiện trên tay Tô Mộ Vũ, dùng liền 12 thức, ép cho Lô Ngọc Địch không ngừng lui lại phía sau. Đám người vây quanh định đi tới tương trợ cũng bị đánh bay ra ngoài. Còn khi tới thức thứ 13, sắp đoạt mạng Lô Ngọc Địch, Tô Mộ Vũ lại dừng tay, trường thương chỉ vào giữa mi tâm Lô Ngọc Địch. Dù sao Lô Ngọc Địch cũng là đại đồ đệ của Tống Yến Hồi, còn có chút can đảm, lúc này tuy sợ hãi nhưng vẫn tạm đứng được. Chỉ căng thẳng tới mức nuốt nước miếng, chỉ nhớ tới đây thôi. Tô Mộ Vũ nói đầy ẩn ý, Kinh Long Biến có tổng cộng 33 thức, học hết sẽ là thương khách đánh khắp thiên hạ khó gặp địch thủ. Tô Mộ Vũ chỉ đứng trên chiến trường quan sát từ xa vài lần, nhớ được 13 thức đã là thiên phú cực cao. Đây là Kinh Long Biến của thương tiên. Lô Ngọc Địch cũng có chút kiến thức. Ta không giỏi thương pháp, 13 thức này chỉ được cái hình, chứ không có ý. Tô Mộ Vũ lắc đầu, nếu là thương tiên xuất thương, ngày thương đầu tiên ngươi đã chết rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Lô Ngọc Địch giờ mới tỉnh ngộ, có thể kết bạn với thương tiên, học được Kinh Long Biến, chắc chắn không phải người giang hồ bình thường. Ngộ, không phải thế gia đệ tử gì. Năm xưa may mắn sóng vai với thương tiên ngăn cản người trong ma giáo. Tô Mộ Vũ thu thương, cắm phập xuống đất, ta đi được chưa? Lô Ngọc Địch nghe đối phương là người từng ra tay ngăn cản ma giáo Đông Trinh, đương nhiên không dám làm khó, chắp tay nói, là Ngọc Địch thất lễ, tiên sinh, mời đi qua, nếu hôm nay ta thua thì sẽ thế nào? Tô Mộ Vũ quay người lên ngựa, đột nhiên vung roi, ta chỉ biết nếu ta tới Tuyết Nguyệt Thành, chắc lúc này đang ngắm tuyết thương sơn, uống phong hòa tuyết nguyệt, thiên hạ vô song, khi phải có khí độ thiên hạ vô song. Lô Ngọc Địch thấy Tô Mộ Vũ rời khỏi, im lặng một hồi lâu, giơ tay định rút thanh trường thương đang cắm dưới đất, nhưng trường thương vừa rời mặt đất đã lầm 7-8 khúc, rơi dưới đất. Dù sao cũng là mũi thương phàm tục, phải gánh chịu 13 thước Kinh Long Biến, đã là quá tải. Người này, Lô Ngọc Địch khẽ thở ra một hơi. Thật đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện ám hà chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đặc biệt chấm tốt, chương 153, Man Nuôi Tiểu Thử, 7. Tô Mộ Vũ thúc ngựa phóng như điên về phía trước, dập đường qua ba cửa ải, cảnh vệ ở ba cửa ải này không làm khó dễ hắn, nhìn Vô Song lệnh rồi cho hắn đi. Còn ở cửa ải đầu tiên, Lô Ngọc Địch nhìn trường thương tan thành từng mảnh dưới đất, chìm vào trầm tư. Những người xung quanh còn tưởng hắn vừa đại bại, trong lòng bị đả kích rất lớn, có người đi tới định an ủi hắn, nhưng Lô Ngọc Địch vung tay, trầm giọng nói, đừng quấy nhiễu ta. Những người khác đành phải lùi lại, để mặc Lô Ngọc Địch ngây ngốc tại đó. Năm xưa từng tham gia trận chiến ma giáo Đông Trinh, còn có thể kể vài chiến đấu với thương tiên, hơn nữa nhìn vài lần mà sử dụng được tận 13 thức. Ánh mắt Lô Ngọc Địch càng ngày càng sắc bén, cuối cùng hắn đột nhiên ngẩng đầu, truyền lệnh cho các cửa ải phía dưới, ngăn cản người kia, không tiếc mọi giá. Ngươi, đi theo đường của đệ tử, tới giảng võ đường, nhờ kiếm trưởng lão phái Vấn Tứ Kiếm ra khỏi thành đối địch. Đường của đệ tử là con đường nhỏ mà chỉ đệ tử dòng chính trong Vô Song Thành mới được đi, dẫn thẳng tới Vô Song Thành, nhanh hơn gấp đôi so với đường lớn mà mọi người hay đi. Tuy đệ tử kia không biết vì sao Lô Ngọc Địch lại đột nhiên căng thẳng như vậy, nhưng thấy sắc mặt Lô Ngọc Địch như vậy, hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng xoay người lên người phi thẳng ra ngoài. Vấn Tứ Kiếm, đại sư huynh. Một đệ tử đi tới hỏi, thế có khoa trương quá không? Khoa trương, ta chỉ hận quyền hành của mình chỉ đến thế, nếu không đã bảo kiếm trưởng lão đích thân rời thành, Lô Ngọc Địch hung hăng nói. Tô Mộ Vũ thúc ngựa phóng như bay. Chính là vì hắn biết vừa rồi Lô Ngọc Địch chỉ bị mình chấn nhiếp nhất thời, một khi chấn động trong lòng qua đi, Lô Ngọc Địch sẽ nhận ra thân phận của mình không đúng. Đến lúc đó muốn chạy tới Vô Song Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn sau khi Lô Ngọc Địch ra lệnh chặn đường,
Cảnh vệ đi tới đài cao bên mé, vung gậy gỗ bắt gầu gõ trống, tùng tùng tùng. Tiếng trống như sấm, vang vọng tới những cửa ải tiếp theo. Cảnh vệ ở đó nghe được lập tức biến sắc, cũng đi lên đài, gõ trống của cửa ải kế tiếp. Cứ thế từng trạm truyền tin. Khi Tô Mộ Vũ đi tới cửa ải thứ 5, cảnh vệ đang định cho qua lại đột nhiên ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, âm thanh này là tiếng trống trận. Cảnh vệ bên cạnh nhắc nhở, hai người nhìn nhau một cái rồi đột nhiên lùi lại một bước, rút trường kiếm bên hông ra, chỉ vào Tô Mộ Vũ và những người khác đang đợi đi qua. Lùi lại phía sau, tất cả lùi lại cho tan Vô Song Thành, giảng võ đường. Ông lão mặc trường bào màu xám nằm trên ghế dài trong sân uống trà, nhìn các kiếm khách trẻ tuổi cường tráng đang đấu luyện trong sân, hắn ngáp một cái, la cát, kiếm phong thấp xuống 3 tấc, xuất kiếm chậm 2 phần. Ông lão vừa dứt lời, trường kiếm của một kiếm khách đã bị đánh bay, kiếm khách đang đấu luyện với người này chính là La Cát, hắn cao hứng vung kiếm nói, cảm ơn sư phụ. Ông lão kia thổi hơi nóng trên chén trà, lần sau hắn sẽ không xuất kiếm như vậy, lời hướng dẫn vừa rồi sẽ không còn tác dụng, người phải nghĩ xem vì sao vừa rồi hắn lại xuất kiếm như vậy. Kiếm đạo chia ra thuật và pháp, người quá theo đuổi thuật, dễ lâm vào khổ chiến, đệ tử đã hiểu. La Cát không dám đắc ý nữa, cung kính trả lời, kiếm sư phụ, kiếm khách thua trận bất mãn nói, sao người lại nhắc hắn. Ông lão buông nắm chén xuống, thu nhò, người ấy có thể thắng lại không chịu thắng, chỉ muốn chờ thời cơ vẹn toàn, nên chuyện trong thế gian nào có việc gì là vẹn toàn. Người trong giang hồ tranh đấu là đánh cược cả tính mạng, đã là đánh cược thì có nguy hiểm, người không muốn mạo hiểm thì sẽ không ngừng mất đi cơ hội, cuối cùng bị người ta tìm ra sơ hở, một đòn là thua. Thu nhò sắc mặt đỏ lên, cầm kiếm cúi đầu, đệ tử xin ghi nhớ, bẩm trưởng lão, Lô Ngọc Địch phái người tới, nói các việc cần giảng võ đường xử lý. Một kiếm khách áo đen xuất hiện sau lưng ông lão. Ông lão chưa kịp nói năng gì thì La Cát đã sầm mặt xuống. Lô Ngọc Địch là loại rác rưởi gì, ỷ vào thân phận đại đồ đệ của thành chủ mà dám ra lệnh với giảng võ đường, bảo hắn cút đi. Tu Nho khẽ nhíu mày, Lô Ngọc Địch võ công bình thường, nhưng xưa nay luôn đối nhân xử thế chu đáo, sẽ không vô duyên, vô cớ tới tìm giảng võ đường chúng ta. Ông lão gật đầu tán thành. Nói đi, có chuyện gì, tới đây nói đi. Kiếm khách áo đen quay người nói, nơi này không có người ngoài, chỉ thấy đệ tử vừa đi theo Lô Ngọc Địch lúc vừa rồi do dự bước lên, nhìn ông lão kia một cái rồi vội vàng hành lễ. Kiếm trưởng lão, Lưu Sư Điệt tìm ta có chuyện gì? Kiếm trưởng lão hỏi đầy ẩn ý. Đệ tử kia chắp tay cúi đầu nói, đại sư huynh phát hiện có người định lẻn vào Vô Song Thành âm mưu gây rối, đã gõ cấm hành cổ, báo cho các cửa ải ngăn người qua lại. Nhưng đại sư huynh sợ người kia trực tiếp lao vào, cho nên hy vọng giảng võ đường có thể phái Vấn Tứ Kiếm ngăn cản giúp. Làm càn, sao giảng võ đường chúng ta còn phải phụ trách trông cửa? Là các cải giận nói, hắn đã phát hiện ra rồi, thì sao không tự đi mà cản? Đệ tử kia đỏ mặt, nói lý do, sư huynh không cản được, bại trận, đại trận. Là các đầu tiên sửng sốt, sau đó cười nói, ta bảo mà, nếu là công lao thì hắn đã cướp trước rồi. Ta thấy hắn đánh không lại nên gọi chúng ta ra giúp thôi. Không đi không đi, bảo hắn đi mà tìm sư phụ hắn ấy, không được vô lễ. Kiếm trưởng lão khẽ ho khan một tiếng. La Cát vội vàng lùi lại một bước, cúi đầu nói, đệ tử lỡ lời. Người nọ có thân phận gì? Kiếm trưởng lão hỏi. Đệ tử kia lắc đầu nói, không biết, đeo một cái mặt nạ, cõng theo cây dù, bên hông dắt một thanh trường kiếm, nhưng khi đánh với đại sư huynh lại dùng một bộ thương pháp. Thương pháp, thương pháp, thương pháp gì? Kiếm trưởng lão lại hỏi. Đệ tử kia vội vàng nói, đại sư huynh nói là kinh long biến. Kinh long biến? Kiếm trưởng lão cả kinh, hắn có chắc không? Người đó cũng tự thừa nhận, nói là từng thấy thương tiên tư không trường phong sử dụng. Đệ tử kia trả lời, đệ tử không nhớ lầm, quả thật đã nói là kinh long biến, chẳng lẽ là Tuyết Nguyệt Thành phái tới? Kiếm trưởng lão xua tay nói, La Cát, Tu Nho, Giả Chú, Diệp Vô Tụ, bốn người các người theo vị tiểu huynh đệ này rời thành, thăm dò hư thực của người này. Bốn người nghe kiếm trưởng lão nói xong lập tức đeo kiếm lên, tuân lệnh, tuân lệnh. Kiếm trưởng lão trầm giọng nói, đừng khinh địch. La Cát cười nói, chỉ e kẻ đó chẳng phải người của Tuyết Nguyệt Thành gì cả, chỉ là thương khách bình thường, chẳng qua thắng được Lô Ngọc Địch rồi khoác lác, hắn lại đi tưởng thật. Nếu thật sự là vậy, ta phải dạy cho tên Lô Ngọc Địch kia một trận mới được. Đệ tử tới báo tin giận mà không dám nói gì, đành hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại hy vọng người đeo mặt nạ có thể dạy cho kẻ này một bài học. Chương 154, Man 10 tiểu thử 8. Tại cửa ải của Vô Song Thành, bây giờ đã có không ít người dồn ứ tại đó. Những người này đều tới Vô Song Thành làm việc, đều có vô song lệnh đàng hoàng, đương nhiên không phải người giang hồ bình thường. Thậm chí còn có vài người quen biết với trưởng lão cấp cao trong Vô Song Thành, đi tới chỉ thẳng mặt cảnh vệ, hung hung hổ hổ mắng mắng chửi chửi. Đám cảnh vệ không dám đắc tội với những người này, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của cấm hành cổ,
đành giữ vẻ mặt không biểu tình, giả làm bức tượng, mặc cho người khác mắng chửi ra sao cũng làm lơ. Bọn họ kiên quyết giương ngang trường đao, mắng ta thì được, ai dám đi qua thì một đao chém chết. Tô Mộ Vũ nấp trong đám người, cúi đầu suy nghĩ, liệu mình có nên lao thẳng từ nơi này đi không, hay là xem mọi chuyện có đường xoay chuyển không. Hắn quay đầu lại hỏi nam tử trung niên bên cạnh, nơi này còn cách Vô Song Thành mấy cửa ải, tiểu huynh đệ tới đây lần đầu à, đây là cửa ải cuối cùng, đi qua, nó là tới cửa Vô Song Thành. Người nọ trả lời, ai, ta đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, Vô Song Thành này địa vị càng ngày càng lụi bại, nhưng càng lúc càng ra vẻ. Tô Mộ Vũ gật nhẹ đầu, quan sát trang phục của người này, hỏi, huynh đài là người làm ăn à? Ai, tuy là người làm ăn, nhưng chuyên làm ăn với người giang hồ, bất cẩn chút thôi là rơi đầu. Ta là thương nhân buôn binh khí, trong Vô Song Thành có hàng Gen Nguyệt Hà, ta đặt hàng một ít truy hồn đỏ, lần này tới lấy hàng, người nọ mặc y phục tiền tài, bê cái bụng to, dáng vẻ đúng là thương nhân. Tô Mộ Vũ nghe cái tên tiệm rèn này hơi quen tai, cười khổ một tiếng nói, có duyên rồi, tới rồi, có người tới rồi, trong đám người có kẻ hô to, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy bốn người cầm kiếm thúc ngựa phóng tới. Người trẻ tuổi đi đầu vẻ mặt đầy kiêu ngạo, những người khác đã chậm rãi dừng ngựa, chỉ có hắn thúc ngựa tới lúc sắp va phải đám người mới đột nhiên kéo dây cương. Con tuấn mã hí vào một tiếng, hai chân trước vừa nâng lên lại dậm mạnh xuống, khiến cho bụi đất cuốn lên mù mịt, tiếng mắng chửi lập tức vang lên khắp bốn phía. Nhưng nam tử kia nhanh chóng rút kiếm, ánh lạnh lóe lên, mọi người lập tức im lặng. Vô Song Thành, giảng võ đường, là các, người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, các người có ý kiến với ta thì đợi tới lúc vào Vô Song Thành tố cáo với chỗ dựa của các người ấy. Đứng đây, nói năng linh tinh thì ta không khách khí đâu. Giảng võ đường, Vấn Tứ Kiếm, thương nhân kia hạ giọng nói, ô, Vấn Tứ Kiếm, Tô Mộ Vũ hỏi, trong Vô Song Thành họ nổi danh lắm sao? Họ là bốn kiếm khách trẻ tuổi lợi hại nhất trong giảng võ đường của Vô Song Thành. Nghe nói là bốn đệ tử trẻ tuổi mà kiếm trưởng lão của giảng võ đường chọn riêng ra, đại biểu cho bốn loại kiếm đạo của ông ấy là khinh, trọng, cấp, hoãn. Ông ấy định dựa vào sự trưởng thành của bốn người trẻ tuổi này để sáng tạo ra một bộ kiếp pháp vấn đỉnh kiếm đạo. Cho nên bốn người này được gọi là Vấn Tứ Kiếm. Thương nhân giải thích, Tô Mộ Vũ gật nhẹ đầu, hóa ra là thế. Ta đã nghe đại danh của kiếm trưởng lão rồi. Vấn Tứ Kiếm này nghe cũng thật thú vị. Vừa rồi gã kia, tả người có ý đồ gây rối trông ra sao, là các hỏi, tu nhỏ bất đắc dĩ thở dài đáp, lưng đeo dù, eo dắt trường kiếm, còn đeo mặt nạ, ở đó. Giả chú nhìn xung quanh một lượt, lập tức giơ ngón tay chỉ về phía Tô Mộ Vũ. Là các nhìn theo hướng hắn chỉ, nhếch miệng cười nói, tìm được lại chẳng mất công, tất cả những người không liên quan mau tránh ra, thằng nhãi ở giữa kia, đừng cử động. Thương nhân kia hạ giọng nói, huynh đệ, là ngươi gây ra chuyện à? Không sao. Tô Mộ Vũ giơ tay đẩy nhẹ, đẩy thương nhân kia ra ngoài. Những người còn lại cũng không muốn gây chuyện, dồn dập lui lại. Chỉ lại một mình Tô Mộ Vũ đối mặt với bốn người bốn ngựa bốn kiếm. Là các cuối người nói, thằng nhãi kia, ngươi tới Vô Song Thành làm cái gì? Mua ít nỏ, tới đây lấy hàng. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt đáp, nhưng có người nói ngươi tới đây gây chuyện. Là các cười nói, Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, ai bảo? Đại đệ tử dưới trướng thành chủ Vô Song Thành chúng ta, Lô Ngọc Địch, là các trả lời, hắn chặn đường ta, muốn thử thanh kiếm trong tay ta, ta không đồng ý, đó là tới gây chuyện mà Vô Song Thành nói đấy à? Tô Mộ Vũ lại hỏi, là các nghi hoặc, nếu người không đồng ý, thế sao thương của hắn lại bị người cắt đứt, muốn làm đứt thương của hắn? Ta không cần xuất kiếm, giọng điệu Tô Mộ Vũ vẫn rất bình tĩnh, chuyện này khiến La Các vừa cao hứng chạy tới rất không thoải mái. Hắn thúc ngược phi tới, muốn nâng khí thế áp đảo Tô Mộ Vũ, nhưng lại như nắm đấm đập vào bịch bông. La Các thở dài một tiếng, còn chúng ta thì sao, lên hết đi. Tô Mộ Vũ giơ một bàn tay, ngoặc nhẹ về phía mình, thú vị đấy. La Các cười giận dữ, giả chú, Diệp Vô Tụ, các ngươi lên trước đi. Sau tiếng ra lệnh này, giả chú và Diệp Vô Tụ đồng thời rút kiếm, đánh về phía Tô Mộ Vũ. Trường kiếm của giả chú mỏng như cánh ve, dưới ánh nắng mà nó gần như trong suốt. Hắn vung kiếm xuất thủ, trông như vung một chuôi kiếm trống trơn. Tô Mộ Vũ giơ ngón tay chặn lại, chỉ cảm thấy thanh kiếm như không tồn tại. Nhưng ngay sau đó một vết máu xuất hiện trên ngón tay. Nếu Tô Mộ Vũ là người thường, kiếm này đã chặt đứt cả bàn tay hắn. Khinh, khinh. Tô Mộ Vũ nghiêng người, lại tiếp kiếm của Diệp Vô Tụ. Kiếm của Diệp Vô Tụ lại hoàn toàn khác, là một thanh trọng kiếm cực lớn, như một cái ván cửa dài. Nếu không phải mũi kiếm có đầu nhọn chắc chẳng liên quan tới kiếm. Kiếm pháp mà hắn sử dụng cũng rất đơn giản trực tiếp. Đập, trọng, Tô Mộ Vũ điểm mũi chân, né tránh chiêu kiếm này. Trọng kiếm của Diệp Vô Tụ đập xuống dưới đất, toàn bộ mặt đất chấn động, bốn con tuấn mã hí dài. Thần pháp không tệ, rốt cuộc La Các cũng rút kiếm. Tiếc là ngươi chỉ biết né tránh,
giống hệt người nào đó là loại nhát cái, là các cầm kiếm lao tới, trường kiếm trong tay hóa thành từng luồng kiếm hoa. Diệp Vô Tụ và Giả Trù mới đánh ra kiếm thứ hai, là các tới sau đã xuất tới 9 kiếm, cấp Tô Mộ Vũ bộ pháp như hoa sen, né tránh ba kiếm của ba người này. Lòng bàn tay vài lần lướt qua chuôi kiếm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rút kiếm. Tú Nhỏ vẫn ngồi trên lưng ngựa, con ngươi co chặt lại, quan sát mọi hành động cử chỉ của Tô Mộ Vũ, không có cơ hội thì không nhập trận. Đây là nguyên tắc xuất kiếm của Tú Nhỏ, tuy vừa rồi kiếm trưởng lão phê bình thói quen xuất kiếm của hắn, nhưng thói quen xuất kiếm của một người được tạo dựng nhiều năm không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Cuối cùng Tô Mộ Vũ cũng đặt tay lên chuôi kiếm, tay vừa nhấc lên, trường kiếm đã rời vỏ một nửa. Ngay lúc này, rốt cuộc Tú Nhỏ cũng xuất kiếm, hoãn, dưới tấm mặt nạ, Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười, ấn tay lại, thu hồi trường kiếm. Các bạn đang nghe chuyện Ám Hà Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 155, Man Mươi Tiểu Thử 9, Vân Tứ Kiếm ra tay cả rồi. Lưu Ngọc Địch ngồi trong đình nghỉ chân, thần sắc đã thông dong, điềm đạm trở lại. Đệ tử tới báo tin chạy về, toàn thân đầy mồ hôi, giờ phút này đang ngồi xuống uống một chén trà lớn, rồi mới mở miệng nói. Ta tận mắt chứng kiến. Kiếm trưởng lão nghe thấy người tới dùng thương pháp kinh long, biến là lập tức phái Vân Tứ Kiếm xuất phát, thế thì được. Lưu Ngọc Địch hài lòng gật đầu. Nghe nói Vân Tứ Kiếm nhận được chân truyền của kiếm trưởng lão, bọn họ ra tay chắc chắn sẽ thắng được cái gã đeo mặt nạ kia. Bên cạnh có người lên tiếng hưởng ứng. Thắng, cái dám ê, Lô Ngọc Địch mắng. Bốn tên rác rưởi ấy á, ta nhổ vào hả? Mọi người khó hiểu. Lô Ngọc Địch cười lạnh một tiếng. Bốn tên rác rưởi đó mạnh được đến đâu? Người vừa rồi mạnh đến mức nào? Người đó là kiếm khách mà tiện tay vung thương thôi, đã khiến thanh trường thương của ta bị chấn động tới trên 5 x 7. Đó là cảnh giới gì? Đó là cao thủ nhất đẳng. Vân Tứ Kiếm có sách giày cho hắn cũng không xứng, thế vì sao lại bảo họ đi? Có người hỏi. Lô Ngọc Địch vuốt cằm, nói đầy ẩn ý, nếu chỉ là ta thua thôi, thì đám người giảng võ đường lại bày trò, lôi ra sỉ nhục sư phụ ta. Nhưng Vân Tứ Kiếm cùng ra tay mà còn thất bại thảm hại, thế thì kẻ chịu nhục lại là chúng. Mà một khi chúng thua, kiếm trưởng lão cũng sẽ ra tay. Hóa ra mục đích cuối cùng của đại sư huynh là để kiếm trưởng lão ngăn cản người nọ. Mọi người lúc này mới hiểu ra. Lô Ngọc Địch gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu. Kiếm trưởng lão có thắng được không? Bên ngoài Vô Song Thành, Tô Mộ Vũ tra lại nửa thanh kiếm, giơ tay phải ra đè lên khoái kiếm của La Các. Trong bốn người các ngươi, kiếm của ngươi yếu nhất. Ngươi nói cái gì? La Các nổi giận, ngươi theo đuổi tốc độ tuyệt đối, nếu khoái kiếm của ngươi đấu với đối thủ lực lượng kém ngươi hay ngang bằng ngươi thì đúng là có sức uy hiếp. Nhưng đối với người có kiếm đạo vượt xa ngươi, cho dù thi triển 100 thức không có sức uy hiếp cũng không hữu hiệu bằng một chiêu kiếm có sức uy hiếp. Tô Mộ Vũ lật tay, đoạt lấy trường kiếm trong tay La Các, trường kiếm múa lượn, không ngờ lại thi triển khoái kiếm còn hoa mắt hơn cả La Các, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Ba người còn lại không phải đối thủ, dồn dập né tránh. La Các nhìn tới mức biến sắc, không thể nào, chuyện này không thể nào. Kiếm của ngươi là uy hiếp lớn nhất trong ba người, mỏng như cánh ve, ra tay không tiếng động, là kiếm của thích khách, nhưng nó thích hợp xuất kiếm trong ban đêm, giết người trong vô hình. Tô Mộ Vũ dưa hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy lưỡi kiếm mỏng manh kia. Tiếp đó cánh tay gập lại, bẻ gãy mũi kiếm, ném sang phía Giả Trú. Giả Trú vội vàng cầm kiếm lui lại về phía sau, mũi kiếm kia xẹt qua mặt hắn, lưu lại một vết máu. Vừa rồi Tô Mộ Vũ đã lưu thủ, nếu hắn muốn giết người, giờ phút này Giả Trú đã là một thi thể. Tô Mộ Vũ lại quay người, tránh khỏi đòn chém từ trọng kiếm của Diệp Vô Tụ, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm lên thân kiếm. Trọng kiếm như vậy, trong vòng 30 chiêu không thể đoạt mạng đối thủ thì sẽ kiệt sức, chiêu sau không bằng chiêu trước. Khi mới ra tay ngươi là mạnh nhất, giờ là yếu nhất, nếu đánh tiếp không cần ta đoạt mạng ngươi, ngươi tự mệt chết rồi. Diệp Vô Tụ vẫn sức định rút trọng kiếm lên, nhưng Tô Mộ Vũ đạp chân lên thân kiếm, giơ ngón tay vung hờ về phía Diệp Vô Tụ. Một luồng kiếm khí đánh thẳng tới mặt hắn, Diệp Vô Tụ đành bỏ qua trọng kiếm, lùi lại phía sau. Tô Mộ Vũ nhân cơ hội dậm chân xuống, đá thanh trọng kiếm lên, nắm lấy chuôi kiếm vung mạnh, trực tiếp đã chỉ thẳng ngực Tu Nho. Trên trán Tu Nho ứa ra từng giọt mồ hôi lớn. Trường kiếm của hắn dừng giữa không trung, vừa rồi mới ra tay được một nửa thì đã bị Tô Mộ Vũ chặn đứng. Tô Mộ Vũ lắc đầu nói, kiếm thuật của ngươi là cao nhất trong bọn họ, tâm cảnh của ngươi cũng là ổn nhất, nhưng từ đầu đến cuối ta không phải lo lắng về ngươi. Lý do là ngươi quá mức cẩn thận, nếu ta không lộ sơ hở thì ngươi cũng không ra tay, nhưng một khi ta lộ sơ hở, đó là lúc ta cố ý dụ ngươi động thủ. Tú Nho trầm giọng nói, kiếm pháp của tiên sinh hơn xa chúng ta. Vấn tứ kiếm khinh trọng cấp hoãn đúng là một cách, nhưng cái gọi là kiếm đạo đâu phải chỉ một chữ là bao quát được.
Nếu tu một đạo trong đó tới cực hạn, đương nhiên sẽ thành cao thủ. Nhưng nếu không làm được tới cực hạn, quá nhiều sơ hở. Tô Mộ Vũ ném trọng kiếm trong tay lại cho Diệp Vô Tụ. Sư phụ của các ngươi bảo các ngươi luyện kiếm pháp đơn nhất như vậy, không biết là để các ngươi tự hỏi hay mượn tay các ngươi hỏi đạo của hắn. Bốn người kia thầm kinh hãi, Túi Nho tâm tư nhanh nhạy nhất, nhanh chóng hiểu ý Tô Mộ Vũ. Kiếm trưởng lão biết vấn tứ kiếm bọn họ tu luyện như vậy thì không chịu nổi một đòn trước mặt cao thủ. Nhưng vẫn bảo bọn họ nghiên cứu theo con đường đơn nhất này, không phải muốn bọn họ trở thành cao thủ, mà muốn quan sát bọn họ quyết đấu, tăng cường kiếm đạo bản thân. La Cát cũng phản ứng lại, cả giận nói, ngươi nói năng linh tinh gì đấy? Giảng võ đường, vấn tứ kiếm, bại trận, thương nhân vừa rồi đột nhiên hô to. Hơn nữa người này còn chưa rút kiếm của mình. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, ai nấy kinh ngạc trầm trồ, kiếm thuật của người này cao siêu như vậy sao? Hay là vấn tứ kiếm của giảng võ đường, vốn là có tiếng không có miếng? Câm miệng, La Cát cả giận nói, tất cả câm miệng cho ta, vừa rồi chúng ta khinh địch thôi, lại lần nữa. Trên giang hồ không có khinh địch, vì rất ít khi ngươi sống sót để có cơ hội thứ hai. Tô Mộ Vũ bước lên phía trước một bước, đã tới bên cạnh La Cát, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve. Giả chú kinh hãi, hắn cướp kiếm của ta từ lúc nào? Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng gác trường kiếm lên vai La Cát, giọng điệu lạnh như băng, cẩn thận một chút, đừng để kiếm trượt xuống. Thanh kiếm này quá sắc bén. Chỉ trượt qua một cái thôi là đầu của ngươi rơi đấy. Ngay cả người vốn kiêu ngạo như La Cát cũng không dám nói thêm câu nào. Trong lời nói của Tô Mộ Vũ vừa rồi có mang sát khí, hắn có thể cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo đó. Nếu mình còn mở miệng khiêu khích, chắc chắn là máu vẩy đầy đất. Còn chưa gặp được người đáng cho ta xuất kiếm, Tô Mộ Vũ tiếp tục bước lên trước. Đám người La Cát đứng yên tại chỗ, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Túi Nho là người đầu tiên phản ứng lại, hắn lớn tiếng nói, gõ trống nhắc nhở người trong thành, có người định xông vào thành, vâng vâng vâng. Cảnh vệ lập tức chạy lên tòa nhà hình tháp, gõ vang tiếng trống. Trong Vô Song thành, một giọng nói như tiếng chuông đồng vang lên, ai dám cả gan xông vào Vô Song thành ta. Lúc này Tô Mộ Vũ đã tới dưới cửa thành của Vô Song thành, ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nói ra câu nói mà mình chờ đợi đã lâu. Thiên hạ vô kiếm thành, thiếu thành chủ Trác Nguyệt An, hỏi kiếm Vô Song. Chương 156, màn 10 tiểu thử, 10, thiên hạ vô kiếm thành. Có phải thiên hạ vô kiếm thành, kiếm này vừa ra, thiên hạ vô kiếm, chẳng phải bị diệt môn từ lâu rồi à? Sao đột nhiên lại xuất hiện một thiếu thành chủ? Cho dù thiếu thành chủ còn sống, vậy vì sao lại tới hỏi kiếm Vô Song? Hay là kẻ tiêu diệt vô kiếm thành năm xưa chính là Tô Mộ Vũ cõng dù, đeo mặt nạ, bên hông dắt một thanh trường kiếm, đứng dưới Vô Song thành. Vấn tứ kiếm, và những người vừa đứng xem tới ngay phía sau, nhưng chỉ dám đứng cách xa Tô Mộ Vũ hơn 30 trượng, không dám tiến thêm. Túi Nho trầm giọng nói, thực lực của hắn vượt xa chúng ta có lên cũng chỉ là chịu chết. Tiếng hỏi kiếm của hắn lúc vừa rồi chắc đã lan khắp thành, trong thành sẽ tự phái cao thủ cấp bậc trưởng lão ra ứng chiến, thiên hạ vô kiếm thành. Kiếm trưởng lão vút ve âm trả trong tay, cái tên xa xôi mà quen thuộc. Trác Nguyệt An là con trai của người đó. Kiếm khách áo đen đứng sau lưng kiếm trưởng lão hỏi, kiếm trưởng lão gật đầu. Đúng vậy, năm xưa ta từng thấy hắn, tuy khi đó hắn mới là đứa trẻ, nhưng chỉ nhìn là biết cốt cách kiếm khách trời sinh. Không ngờ hắn còn chưa chết, nhưng cũng có thể là người khác giả mạo, có cần báo lên cho thành chủ không? Kiếm khách áo đen hỏi. Chắc thành chủ đã nghe tiếng hỏi kiếm này. Đáng tiếc là vị thành chủ trẻ tuổi này không hiểu ý nghĩa của tiếng hỏi kiếm của vô kiếm thành, phải báo cho vị ở kiếm lưu sau núi mới được. Kiếm trưởng lão nói đầy ẩn ý, người tới kiếm lưu một chuyến, nói là người của vô kiếm thành tới đòi nợ. Thế còn vị ở ngoài vô kiếm thành thì sao? Chẳng lẽ cứ để mặc hắn đứng đó và vào mặt Vô Song thành chúng ta hay sao? Kiếm khách áo đen nhíu mày nói, thế thì để ta ra tay. Kiếm trưởng lão đứng dậy, tuy râu tóc lão đã bạc trắng nhưng thân hình vẫn thẳng tắp như thanh kiếm. Lão nhấc tay, một thanh cổ kiếm đồng thau đã xuất hiện trong tay hắn. Ngoài phủ thành chủ, Tống Yến Hồi đi vào trong sân, ngẩng đầu nhìn lên trời, hỏi kiếm Vô Song. Là hỏi con à? Vô Song vốn đang mân mê hộp kiếm. Từ sau ngày hôm đó hộp kiếm mở ra một lần rồi không còn động tĩnh gì, nhưng vừa rồi khi giọng nói của người nọ vang vọng tới, không ngờ Vô Song kiếm hạp lại rục rịch như muốn hành động. Tống Yến Hồi lắc đầu nói, hắn tới hỏi kiếm Vô Song, người này không bình thường, theo ta ra xem. Tống Yến Hồi xách cổ áo Vô Song, tung người nhảy lên, chạy theo hướng ra cửa thành. Ngoài Vô Song thành, Tô Mộ Vũ tung người tới, rút trường kiếm bên hông ra cắm thẳng xuống đất. Tiếp đó ngẩng đầu lên, cất cao giọng hô, thiên hạ vô kiếm thành, thiếu thành chủ Trác Nguyệt An, hỏi kiếm Vô Song. Trên cửa thành của Vô Song thành, mấy chục cung thủ hiện thân, tất cả đều lắp tên kéo cung, nhắm ngay Tô Mộ Vũ. Cách đó không xa có người không nhịn được mắng, đường đường Vô Song thành, mà không có kiếm khách nào ứng chiến hay sao, bắn tên.
Trên cửa thành có người gầm lên, tiếp đó là một trận mưa tên rút xuống. Tô Mộ Vũ lùi lại một bước, bung cây dù trên lưng ra, nhẹ nhàng xoay tròn. Tất cả tên bắn tới đều cắm bên cạnh hắn. Sau này Vô Song Thành đừng gọi là Vô Song Thành nữa, đổi tên thành Ô Quy Thành đi. Tô Mộ Vũ nhận ra giọng nói của người khiêu khích Vô Song Thành, chính là thương nhân buôn binh khí. Hắn quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn, chúng ta đánh cược đi Ô. Công tử thích đánh cược à? Cược gì? Thương nhân binh khí nổi hứng thú, đánh cược xem bao lâu nữa Vô Song Thành mới có người ứng chiến. Tô Mộ Vũ trả lời. Thương nhân binh khí nhướng mày, ta cược là ta mắng thêm ba câu Ô Quỳ Thành là bọn họ sẽ có người tới. Ô Quỳ Thành là các cả giận nói, lão già kia, ngươi muốn chết à? Nội nhân binh khí hoàn toàn không để ý tới hắn, tiếp tục hô, Ô Quỳ Thành, tiếp tục hô, Ô Quỳ Thành, Ô Quỳ. Tiếng quy cuối cùng còn chưa đọc xong, thương nhân kia lập tức lùi lại một bước, lấy một tấm khiên ra che trước ngực, chỉ thấy một luồng kiếm khí đánh lên tấm khiên kia, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Thương nhân kia lật người trên không trung, hạ xuống cách đó ba trượng, tấm khiên trong tay đã vỡ vụn, hắn cười khổ mắng, chữ cuối cùng còn chưa hô xong, là ta thua. Kiếm sư phụ Vân Tứ Kiếm Lập cúi đầu tay hô. Kiếm trưởng lão hạ xuống trước mặt Tô Mộ Vũ, khẽ mỉm cười, quả nhiên là ngươi. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, ngươi nhận ra ta, tuy ngươi đeo mặt nạ, hơn nữa đã cách lần đầu ta gặp ngươi nhiều năm, nhưng ta vẫn biết ngươi là đứa bé đó. Kiếm trưởng lão giơ tay vuốt ve chòm râu, loại người bầu bạn với kiếm như chúng ta, nhìn người như nhìn một thanh kiếm, năm đó ta nhìn ngươi là thấy một phôi kiếm tốt, có thể trở thành bảo kiếm, bây giờ nhìn ngươi, lại thấy ngươi đã thành bảo kiếm. Tô Mộ Vũ nhìn thanh cổ kiếm đồng thao trong tay ông lão, trầm giọng nói, thanh minh cổ kiếm, ngươi là đại trưởng lão trong giảng võ đường của Vô Song Thành, kiếm sơn nhạc. Kiếm trưởng lão gật đầu, là ta. Ngươi muốn hỏi kiếm Vô Song, chẳng hay thanh minh cổ kiếm của ta có đủ tư cách đưa ra đáp án cho ngươi không? Tô Mộ Vũ chỉ tay vào trường kiếm cắm dưới đất, kiếm của ta ở đó, nhưng hôm nay gặp vài vị trong Vô Song Thành của ngươi mà không ai đáng cho ta rút thanh kiếm này ra. Kiếm trưởng lão vẫn mỉm cười hiền hòa, ta cũng không có tư cách hay sao? Tô Mộ Vũ đưa bàn tay ra vỗ nhẹ, có tư cách hay không phải xem kiếm của trưởng lão. Được, ngươi trẻ tuổi thật nông nênh, giống hệt phụ thân ngươi. Kiếm trưởng lão cười lạnh một tiếng, vung thanh cổ kiếm đồng thao lên, một luồng kiếm khí cực mạnh đánh về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ điểm mũi chân lùi lại phía sau, ống tay áo như mãnh hổ, định ép luồng kiếm khí kia xuống. Là các cười lạnh nói, tay không đỡ kiếm khí của sư phụ, lúc đầu người này còn có tư cách giao chiến với sư phụ, giờ nhìn lại, chắc chắn phải thua. Tú Nho khẽ lắc đầu, thực lực của người này vượt xa chúng ta, nhưng vừa rồi, khi giao chiến với chúng ta vẫn luôn cẩn thận, nếu không chắc chắn, liệu hắn có dùng tay không đỡ kiếm khí? Kiếm trưởng lão biến sắc, cả giận nói, định dùng ống tay áo cản kiếm khí của ta, đừng có khinh người quá đáng. Tô Mộ Vũ không nói gì, ống tay áo bay phất phới, kiếm khí xoay chuyển trong ống tay áo của hắn, trông như có thể xé tan hắn ra bất cứ lúc nào. Kiếm trưởng lão đột nhiên thu kiếm, kinh hãi nói, lưỡng tụ xuân phong, sao ngươi lại biết môn võ công này? Rõ ràng môn võ công này đã, đương nhiên là phụ thân ta dạy. Tô Mộ Vũ thu kiếm khí vào trong tay áo, cuối cùng hóa thành một luồng gió xuân thổi tới người kiếm trưởng lão. Làn gió xuân ập tới, đáng lẽ phải khoan khoái an nhàn, nhưng sau hơi lạnh lại là kiếm khí đoạt mạng. Tô Mộ Vũ cất cao giọng nói, có phải năm xưa phụ thân ta cũng đánh bại ngươi như vậy không? Các bạn đang nghe truyện Ám Hà Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top, chương 157, màn 10 tiểu thử, 11. Kiếm trưởng lão cầm kiếm nhanh chóng lui lại, múa thanh minh cổ kiếm trong tay lên, đánh văng những luồng kiếm khí phản ngược kia đi. Lão cười ha hả nói, tụ lý tảng phong, xuân phong đắc ý. Năm xưa phụ thân ngươi ngông nghênh là vậy, sao ngươi sử dụng lại mang đầy cầm cố? Xuân phong ở đâu? Sao lại đắc ý? Ống tay áo Tô Mộ Vũ lập tức bị xé rách, hắn cắn chặt răng nhìn trường kiếm cắm dưới đất, nhưng vẫn không rút kiếm. Tô Mộ Vũ gầm lên một tiếng, vung tay, kiếm khí, hưởng kinh lôi, một âm thanh như tiếng sấm vang lên. Chỉ thấy Tô Mộ Vũ giơ ngón tay chém ra một luồng kiếm khí cuốn theo gió cát đầy đất, đánh về phía kiếm trưởng lão. Hay cho một chiêu kiếm khí hưởng kinh lôi, kiếm trưởng lão cầm kiếm chém mạnh, ngươi định không rút kiếm mà thắng ta, ta sẽ cho người không có cơ hội rút kiếm. Phía sau núi của Vô Song Thành, một ông lão đã gần tuổi của Lai Hai từ trong kiếm lư đi ra. Ông lão nhìn về phía xa, khẽ nhíu mày, kiếm khí thật cường đại. Lúc này kiếm khách áo đen cũng chạy tới ven hồ, thấy ông lão đứng đó, vội vàng hành lễ, lão thành chủ, có khách đến. Ông lão hỏi, cầm kiếm đến, kiếm khách áo đen trả lời, ông lão gật đầu, khách từ phương nào, kiếm khách áo đen trầm giọng nói, thiên hạ vô kiếm, thiên hạ vô kiếm. Ông lão sửng sốt, tiếp đó trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, bọn họ vẫn còn người sống sót à, tự xưng là thiếu thành chủ của Vô Kiếm Thành, Trác Nguyệt An. Kiếm khách áo đen trả lời, đứa bé ấy à.
Ông lão nói để ẩn ý, không ngờ nó vẫn còn sống. Kiếm trưởng lão đã tới ứng chiến. Kiếm khách áo đen tiếp tục nói, trưởng lão bảo ta tới đây, báo cho lão thành chủ một tiếng. Kiếm sơn nhạc, cơn sơn thổn, thổn 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 một tiếng. Ông lão kia lại ngẩng đầu lên nhìn phương xa, không ngăn được thanh kiếm này. Sư phụ, xét đánh kìa. Trên đường chạy tới cửa thành, Vô Song che lỗ tai, nhắc nhở, trời sắp mưa rồi, nên lấy một cây dù thôi, xét đánh, đó là kiếm khí. Tống Yến Hồi bất đắc dĩ nói, luồng kiếm khí này nổ vang như sấm sét, rốt cuộc là ai tới, chẳng lẽ là, không phải xưa nay kiếm của cô ấy luôn lạnh lẽo âm hàn, sẽ không có khí thế hung hăng như vậy, chẳng lẽ là kiếm khách ở Lôi Môn. Sư phụ lẩm bẩm gì vậy? Vô Song tò mò hỏi, chỉ cần không liên quan tới Tuyết Nguyệt Thanh là được. Tống Yến Hồi vẫn lẩm bẩm, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Vô Song lay eo Tống Yến Hồi, người nói gì thế? Không có gì. Trong lúc trò chuyện, Tống Yến Hồi đã dẫn Vô Song tới cửa thành. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một người đeo mặt nạ, đeo dù sau lưng, nhìn dáng vẻ chắc là một nam tử trẻ tuổi. Hắn lập tức thở phào một tiếng, nhưng khi quay đầu lại nhìn kiếm trưởng lão, lại thấy dáng vẻ vị trưởng lão đã rất chật vật, y phục rách nát, trên người có vết máu bầm, cánh tay cầm thanh minh cổ kiếm cũng run run. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói, ngươi thua rồi. Kiếm trưởng lão cắn răng nói, cho dù là phụ thân của ngươi năm xưa, nếu đứng đây cũng chẳng dám nói năng với ta như vậy. Đây là lần thứ mấy ngươi nhắc tới phụ thân ta? Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, lần thứ ba. Ta rất muốn biết, rốt cuộc, ngươi có tư cách gì mà nhắc tới ông ấy? Kiếm trưởng lão hoàn toàn không còn khí độ và uy nghiêm lúc vừa rồi. Lão vốn tưởng thực lực của mình hơn xa một tiểu bối, nhưng không ngờ đối phương còn chưa rút kiếm mà đã ép hắn tới mức đường cùng. Lão nhấc kiếm lên, cả giận nói, ngươi đừng ép ta giết ngươi. Giết người ư? Tô Mộ Vũ tung người nhảy tới, thân hình nhanh như chớp giật. Kiếm trưởng lão cả kinh, thân pháp của Tô Mộ Vũ hoàn toàn khác với lúc trước, lần này thân pháp của hắn như ma quỷ trong màn đêm, quỷ dị mà đầy sát khí. Lão lập tức lùi lại, thanh minh cổ kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm ngâm, trường kiếm nhấc qua đỉnh đầu, hai tay cầm kiếm bắt đầu tụ lực, cuối cùng cũng dùng tới, là sơn nhạc kiếm pháp của sư phụ. Tu Nho thần sắc kích động, dùng chiêu này chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng. Hòm ngươi, phụ thân đã từng nhắc tới ngươi, khi còn trẻ ngươi cũng là người kiêu ngạo, tay cầm kiếm, chân cưỡi ngựa, cảm thấy mình có thể leo lên đỉnh kiếm đạo, nhìn núi non bên dưới, cho nên ngươi mới sáng tạo ra sơn nhạc kiếm pháp. Kiếm thuật không tính là nhất lưu trên đời, nhưng kiếm khí có thể coi là tuyệt thế. Hôm nay chứng kiến, Tô Mộ Vũ đã lao tới trước mặt kiếm trưởng lão, núi cao vẫn còn, người đã già nua. Bản thân ngươi đã không xứng với kiếm của ngươi, không xứng với bộ kiếm pháp của ngươi. Khi còn trẻ, hắn vung quyền tới, đánh thẳng vào ngực kiếm trưởng lão trước khi kiếm của lão giáng xuống. Quyền này không đánh nát trái tim kiếm trưởng lão, nhưng phá hủy hoàn toàn kiếm tâm của kiếm trưởng lão. Kiếm trưởng lão quát khẽ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thanh minh cổ kiếm đã rời tay. Tô Mộ Vũ giơ tay cầm lấy thanh cổ kiếm này, nâng cao quá đầu, ngươi đã lên tới đỉnh phong, ngắm núi non bên dưới, nhưng trên núi còn có trời cao, nếu ngươi dừng bước, thì trước sau gì cũng có ngày phải xuống núi, chết đi. Tô Mộ Vũ vung kiếm chém xuống, không ngờ kiếm thế lại giống hệt như kiếm trưởng lão vừa sử dụng, sơ nhạc kiếm pháp, dừng một tiếng gầm lớn vang lên. Ngay lúc Tô Mộ Vũ sắp chém kiếm xuống người kiếm trưởng lão, một luồng sáng lạnh lóe lên, ngăn trước người kiếm trưởng lão. Thanh minh cổ kiếm của Tô Mộ Vũ chạm vào thanh kiếm này, hắn lập tức lùi lại, tiện tay quăng thanh minh cổ kiếm ra ngoài, thối lui tới bên Hạc Vũ kiếm, giơ tay nắm lấy chuôi kiếm. Hôm nay tới hỏi kiếm, rốt cuộc cũng gặp được người đáng cho hắn rút kiếm, thành chủ Vô Song Thành, Tống Yến Hồi. Tống Yến Hồi chém ra một đá kiếm hóa, khẽ cúi đầu nói, Vô Song Thành, Tống Yến Hồi, thiên hạ vô kiếm thành, Trắc Nguyệt An. Tô Mộ Vũ nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay Tống Yến Hồi, Thu Thủy kiếm. Tống Yến Hồi gật đầu, đúng vậy, thành chủ. Kiếm trưởng lão lau vết máu nơi khóe miệng, giọng nói đầy mệt mỏi. Sau ngày hôm nay, chỉ e trên giang hồ không còn ai tên là Kiếm Sơn Nhạc. Thật ra trong lòng Tống Yến Hồi lại hơi cao hứng. Xưa nay Kiếm Sơn Nhạc luôn ỷ vào bối phận cao, hoành hành trong Vô Song Thành, không hề cố kỵ một ai, dường như còn có ý đối chọi với thành chủ. Nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, đại trưởng lão của Giảng Võ Đường chắc phải đổi vị khác. Hắn vẩy nhẹ trường kiếm trong tay, hất thanh minh cổ kiếm quay về. Trưởng lão cứ về nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta. Đó là thành chủ Vô Song Thành, Tống Yến Hồi. Hôm nay thiếu chủ Vô Kiếm Thành tới hỏi kiếm Vô Song, còn ép cả Tống Yến Hồi ra mặt. Nếu hắn thua, vậy thì Vô Song Thành còn tư cách đặt chân trên giang hồ nữa không? Mọi người nhỏ giọng thì thầm. Tống Yến Hồi cũng thấy ảo não, sao mình lại nhất thời xúc động chạy xuống? Rõ ràng còn bao nhiêu trưởng lão có thể ứng chiến cơ mà. Tô Mộ Vũ lại rút Hạc Vũ kiếm ra. Đây là lần đầu tiên ý rút kiếm. Viên hồng ngọc trên chuôi kiếm tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng. Hắn cười nói,
Đây là lần đầu tiên Hạp Vũ Kiếm ra tay trong giang hồ. Ngươi là đối thủ không tệ. Chương 158, màn 10 tiểu thử, 12. Kiếm này vừa ra, thiên hạ vô kiếm. Lúc nhỏ ta cũng cực kỳ tín ngưỡng uy danh của Vô Kiếm Thành. Chỉ tiếc một môn phái lớn như vậy lại biến mất khỏi thế giới chỉ trong một đêm. Đúng là đáng tiếc. Tống Yến Hồi nhìn Tô Mộ Vũ, chậm rãi nói, bây giờ lại được thấy thiếu chủ của Vô Kiếm Thành là vinh hạnh của chúng ta. Các hạ có bằng lòng vào trong Vô Song Thành tâm sự một phen không? Sao phải rút kiếm với nhau như vậy? Tô Mộ Vũ vung kiếm chém ra một đóa kiếm hoa. Năm xưa Vô Song Thành được tôn là võ nghệ thiên hạ nơi này vô song, nhưng phụ thân ta lại nói là nếu luận kiếm thuật thì người mới là thiên hạ vô song, giữa hai bên chưa từng có một trận phân thắng bại. Cho nên hôm nay, ta tới đây hoàn thành di nguyện của phụ thân ta. Tống Yến Hồi ngạc nhiên, hạ giọng cười khổ một tiếng, tuy hắn không thể nói thẳng, nhưng trong thiên hạ có ai không biết, về mặt kiếm đạo, Vô Song Thành đã không còn tư cách nhắc tới hai chữ vô song. Tư Mộ Vũ coi như không nhìn ra suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói, tuy hiện giờ trong thiên hạ xuất hiện từng vị kiếm tiên, nhưng chuyện ta muốn làm chỉ là chứng minh thay phụ thân, cho nên Tống Thành Chủ mời rút kiếm. Tống Yến Hồi đặt tay lên Thu Thủy kiếm bên hông. Hắn không biết chuyện giữa Vô Song Thành và Vô Kiếm Thành, nhưng nghe giọng điệu Tô Mộ Vũ, có lẽ chuyện Vô Kiếm Thành bị hủy diệt năm xưa có liên quan tới Vô Song Thành. Hắn biết không thể thuyết phục được đối phương, chỉ có thể giao chiến. Nếu Tống Yến Hồi thắng, người này sẽ đi, thiên hạ Vô Song Thành tái hiện sẽ làm dấy lên một cơn sóng trong giang hồ, nhưng chỉ là một cơn sóng nhỏ mà thôi. Nhưng nếu Tống Yến Hồi thua, như vậy mọi người vẫn không quá kinh ngạc khi thấy thiên hạ Vô Kiếm Thành tái hiện, chỉ có cảm khái, e là thiên hạ Vô Song Thành không có tư cách xếp trong thiên hạ tứ thành. Nếu thế, các môn phái quy tụ dưới tướng Vô Song Thành có thể giải tán bất cứ lúc nào. Ta còn tưởng trên thân kiếm của ta gánh vác quá nhiều thứ, cho nên mỗi khi xuất kiếm đều không thể tận hứng. Mãi từ khi ta đeo mặt nạ, dùng lại cái tên đã lâu không dùng mới có thể khá hơn. Nhưng hôm nay gặp ngươi, mới hiểu được lời phụ thân nói năm xưa, thế nào là kiếm tự giam người. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, Tống Yến Hồi ngạc nhiên, kiếm tự giam người, giới hạn bản thân, kiếm tự giam người. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, ngươi là kiếm khách không tệ, nếu đã giao chiến, ta hy vọng có thể thật sự giao chiến với ngươi. Đáng tiếc, đến đây, rút kiếm đi, Yến Hồi, con là thành chủ một thành, sao có thể dễ dàng rút kiếm như vậy được. Một giọng nói như trung đồng vang lên từ không trung. Tống Yến Hồi lập tức quay đầu lại, sư phụ. Mọi người trong Vô Song Thành cũng kinh hãi. Lão thành chủ, Tô Mộ Vũ thu kiếm, lùi lại phía sau một bước, hạ giọng nói, Lưu Vân Khởi. Chỉ thấy một ông lão mặc áo xám đạp lên một thanh trường kiếm, từ cửa thành hạ xuống, đôi tay khoanh sau lưng, mái tóc bạc phất phơ theo làn gió, mang khí khái kiếm tiên, nhất kiếm phá quang, tiếu khán Vân Khởi. Thương Vân kiếm khách Lưu Vân Khởi, thành chủ đời trước của Vô Song Thành, năm xưa trên giang hồ là cao thủ kiếm đạo tề danh, với thành chủ Vô Kiếm Thành Trác Vũ Lạc. Rất nhiều người nói, Bách Hiểu Đường liệt kê kiếm tiên bảng không thống kê những lão tiền bối đã ẩn cư vào trong, cho nên Lưu Vân Khởi mới không nhận được danh hiệu kiếm tiên, nếu không với kiếm pháp của hắn, sao lại thua một nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành con trẻ tuổi. Lưu Vân Khởi đáp xuống đất, cánh tay vỗ nhẹ, trường kiếm trở lại trong tay. Chỉ thấy thanh kiếm này hình dạng quái dị, lưỡi kiếm của người khác là thẳng, còn lưỡi của thanh kiếm này là đường cong như một cái móc, thương long nha. Tô Mộ Vũ khẽ hô, Lưu Vân Khởi gật đầu, không sai, đúng là thương long nha. Ta từng giao chiến với phụ thân ngươi một ngày một đêm, cuối cùng chúng ta không phân thắng bại. Tô Mộ Vũ khẽ ngẩng đầu, nói với giọng mà tất cả mọi người ở đây đều nghe được, nhưng ta nghe phụ thân nói là người thắng. Ngươi rất cao hứng, không phải cao hứng vì thắng được ngươi, mà cảm thấy gặp được người có thể sóng vai với mình trên kiếm đạo, cho nên mới cao hứng. Lưu Vân Khởi biến sắc, hả, hắn nói vậy sao? Nhưng vì sao hắn không nói với người trong thiên hạ? Tô Mộ Vũ lập tức nghẹn họng. Hắn cũng không hiểu vì sao lúc đó phụ thân không công bố cho mọi người biết kết quả của trận chiến đó. Sau đó không lâu thì Vô Kiếm Thành bị diệt, hắn cũng không thể tìm ra đáp án trong chuyện này. Hắn lắc đầu nói, thôi, hôm nay ta thắng ngươi, cũng tức là hôm đó phụ thân ta thắng ngươi, người trẻ tuổi, tự tin quá nhỉ. Lưu Vân Khởi nhìn trường kiếm trong tay Tô Mộ Vũ, thanh kiếm này không tệ, nhìn là biết bút tích của danh kiếm Sơn Trang, đáng tiếc càng sắc nhọn càng dễ gãy mũi. Yến Hồi, con lùi lại trước đi. Tống Yến Hồi do dự nói, nhưng sư phụ, ta dưỡng kiếm trong kiếm lưu nhiều năm, trận chiến hôm nay đã không thể tránh được. Lưu Vân Khởi phất tay nói, nếu hắn muốn thay Trác Vũ Lạc khỏi kiếm, thế thì cứ để ta. Nhưng nếu như vậy, thắng thua trong trận chiến lần này chỉ coi như trận chiến trong quá khứ, không liên quan tới Vô Song Thành hiện tại, ngươi thấy sao? Câu hỏi cuối cùng là dành cho Tô Mộ Vũ, hắn gật đầu, được. Tống Yến Hồi không còn cách nào, đành trở lại cửa thành. Hắn biết tính toán của Lưu Vân Khởi,
Sư phụ sợ vị thành chủ là mình bị đánh bại ngay trước mặt mọi người, thế thì thể diện của Vô Song Thành cũng chẳng còn, làm sao đặt chân trong giang hồ được nữa. Nhưng nếu Lưu Vân khởi thua, vậy thì chỉ là ân oán năm xưa kết thúc mà thôi. Kiếm pháp của thanh niên này mạnh mẽ đến vậy sao? Mạnh tới mức Lưu Vân Khởi cũng cảm thấy mình không phải đối thủ. Tô Mộ Vũ dư hạ vũ kiếm lên, lập tức lao đến trước mặt Lưu Vân Khởi, một đá kiếm hoa lóe lên, trực tiếp ép Lưu Vân Khởi lùi liền ba bước. Ta có thể thắng ngươi, cũng sẽ giết ngươi, thằng nhóc, xem cho kỹ đây. Lưu Vân Khởi vung thương long nha trong tay lên, chém một luồng kiếm khí về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ nghiêng người né tránh, luồng kiếm khí kia bay lên không trung, trực tiếp đánh tan đám mây. Kiếm khí của lão thành chủ mạnh mẽ đến vậy cơ à? Đám người túi nho đứng ngoài quan sát đều cực kỳ kinh ngạc, không khỏi cảm thán. Tô Mộ Vũ lại coi như không thấy, tiếp tục lao đến truy kích, không như lúc giao chiến với kiếm trưởng lão. Giờ phút này Tô Mộ Vũ ra chiêu nào cũng là chiêu kiếm giết người. Lưu Vân Khởi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, thằng nhóc này thua rồi. Kiếm trưởng lão lùi tới cổng thành quan chiến cũng nhíu mày. Vừa rồi người này thi triển sơn nhạc kiếm pháp của lão, khiến lão lại thấy khí thế ngất trời của bản thân. Khi còn trẻ, lão còn đang xúc động. Nhưng vì sao lần này kiếm thế của người trẻ tuổi kia lại biến đổi, hoàn toàn không có khí thế ngất trời vừa rồi, chỉ còn từng luồng sát khí. Tống Yến Hồi trầm giọng nói, trong vòng 10 chiêu, hắn thua chắc rồi. Kiếm trưởng lão siết chặt nắm tay, hắn định dùng trận thua của mình đổi lấy cái chết của lão thành chủ. Các bạn đang nghe truyện Ám Hà Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 159, màn 10 tiểu thử 13, 10 chiêu này Tô Mộ Vũ không dùng tới kiếm thuật của Vô Kiếm Thành, mà là kiếm thuật của Ám Hà Tô gia, không có vẻ phóng khoáng của kiếm đạo mà chiêu nào cũng là giết người đoạt mạng. Nhưng ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh, vốn không thích hợp sử dụng thứ kiếm pháp ám sát như vậy, Tô Mộ Vũ vốn luôn bình tĩnh, sao lại phạm sai lầm như vậy? Tô Mộ Vũ đâm kiếm tới trước ngực Lưu Vân Khởi, mọi người quan sát lập tức ồ lên. Còn Lưu Vân Khởi lại ngửa ra phía sau, thanh kiếm lướt qua trên trán hắn. Tiếp đó hắn đâm thương long nhào vào tay áo bên phải của Tô Mộ Vũ, kéo về phía sau, mang theo một mảng da thịt của Tô Mộ Vũ. Cơn đau khiến Tô Mộ Vũ tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vân Khởi, phát hiện Lưu Vân Khởi vẫn nở nụ cười lạnh nhạt, nhưng con người đã biến thành màu tím quỷ dị. Ngươi lừa ta, Tô Mộ Vũ hạ giọng nói. Tuy ngươi ra sức khắc chế nhưng ta chỉ nhìn là biết trên người ngươi dính đầy máu tanh. Ngươi không phải kiếm khách, mấy năm nay ngươi luôn giết người, Lưu Vân Khởi nói đầy ẩn ý. Tô Mộ Vũ cố gắng kiềm chế sát ý trong lòng, kiếm thế khẽ đổi từ công sang thủ, sau đó lùi lại một bước. Hắn không ngờ Lưu Vân Khởi là lão thành chủ Vô Song Thành, từng là nhân vật đứng đầu danh môn chính phái trên giang hồ mà lại đi luyện võ công tà đạo như vậy. Trong Ám Hà Mộ gia cũng có võ công tương tự, có thể làm loạn hồn phách, đột phá, tìm kiếm nhược điểm. Trong truyền thuyết thậm chí còn có võ công chỉ nhìn một cái đã thu hút tâm ma, khiến người ta tự sát. Nhưng những võ công như vậy đều bị quy vào tà đạo. Những người quan chiến cách Lưu Vân Khởi khá xa, không thể thấy được lão dùng quỷ đạo, đúng là tiểu nhân đê tiện. Kiếm đạo phong vân sử, tiếu khán Vân Khởi thì. Trên cửa Vô Song Thành, có một trưởng lão vuốt ve tròm râu dài, nói đầy ẩn ý, nhiều năm đã qua mà kiếm pháp của lão thành chủ vẫn tiêu sái phóng khoáng như xưa. Dưới cửa thành, Lưu Vân Khởi xuất kiếm ba kiếm, như nước chảy mây trôi, ép Tô Mộ Vũ liên tục lùi bước, chỉ còn sức chống đỡ. Đám người tú nho đứng xem thở phào một tiếng. Vừa rồi Tô Mộ Vũ còn chưa rút kiếm đã khiến kiếm trưởng lão phải nhận thua, khiến bọn họ cảm thấy Tô Mộ Vũ đối đầu với lão thành chủ cũng chiếm phần hơn. Nhưng không ngờ lão thành chủ vừa ra tay đã áp đảo Tô Mộ Vũ. Trên cổng thành, Tống Yến Hồi khẽ nhíu mày, hắn vừa giao chiến với Tô Mộ Vũ một kiếm, với thực lực một kiếm vừa rồi, Tô Mộ Vũ không thể vô dụng như vậy mới đúng. Chẳng lẽ Lưu Vân Khởi ở trong kiếm lưu tu luyện đã nâng cao kiếm thuật của mình thêm một tầng? Trong lòng Tô Mộ Vũ cũng thầm lo âu. Hắn đi thẳng về đông, giữ kiếm bất động, cho dù đối mặt với cao thủ như kiếm trưởng lão mà vẫn kiên quyết không rút kiếm, đó là bồi dưỡng một luồng kiếm khí. Khi hắn tới dưới Vô Song Thành, hô lớn câu, hỏi kiếm Vô Song, kiếm khí đã được hắn bồi dưỡng tới cực hạn, chính vì vậy cho dù hắn chưa rút kiếm, nhưng một ngón tay, một quyền, thậm chí một lời cũng có thể dùng kiếm khí đả thương người khác. Nhưng vừa rồi Lưu Vân Khởi dẫn dắt, khiến sát khí của hắn lấn át kiếm khí, kiếm thế bồi dưỡng dọc đường cũng phát tiết, không còn dũng mãnh như lúc vừa rồi. Lưu Vân Khởi không hổ là đại tông sư tung hoành giang hồ mấy chục năm, mới liếc mắt có một cái đã nhận ra tính toán của Tô Mộ Vũ, cũng chỉ liếc mắt có một cái đã khiến kế hoạch của Tô Mộ Vũ thất bại trong gang tấc. Quỷ đạo, Tô Mộ Vũ hạ giọng mắng, đạo là thứ phụ thân ngươi tìm kiếm, còn Lưu Vân Khởi ta cả đời không phải tâm đạo. Lưu Vân Khởi cười nói, ta chỉ cần thắng mà người thắng mới có tư cách luận đạo. Đạo, đạo. Tô Mộ Vũ hạ giọng lẩm bẩm, đúng là phụ thân thường xuyên nhắc tới chữ này. Năm xưa trong kiếm các,
Cha Vũ Lạc treo hai chữ lớn, nghe nói là danh gia thư pháp đương thời Ngô Thị Thành viết, một chữ là đạo, một chữ là đạo. Hợp lại cùng nhau, đó là kiếm đạo. Phụ thân, thế nào là kiếm đạo? Tô Mộ Vũ nhỏ tuổi hỏi phụ thân như vậy, cái gọi là kiếm, ý chỉ kiếm thuật kiếm pháp, một thanh kiếm có thể luyện mạnh tới mức nào? Tôi có thể địch 10 người, tôi có thể địch 100 người, cuối cùng địch cả ngàn người, thậm chí địch cả vạn người. Kiếm khách chúng ta ngày qua ngày tu luyện kiếm trong tay mình, hy vọng có thể luyện nó tới tối cường, địch nổi cả thiên hạ. Trác Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn hai chữ kia, ta cảm thấy kiếm của mình có lẽ đã được luyện tới mạnh nhất, còn nếu muốn tiến thêm một bước thì phải ngộ đạo. Đạo là cái gì? Thật ra lúc nhỏ Tô Mộ Vũ không hiểu gì cả. Trác Vũ Lạc lại không buồn để ý, hắn cũng biết con trai mình nghe không hiểu nhưng vẫn nói không dứt lời. Khi xưa Côn Luân kiếm tiên nói kiếm pháp của hắn có 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất thấy núi là núi, thấy sông là sông. Tầng thứ hai thấy núi không phải là núi, thấy sông không phải là sông. Tầng thứ ba là thấy núi lại là núi, thấy sông lại là sông. Ta cảm ngộ một hồi lâu vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa trong đó. Theo ý ta, cái gọi là đạo đó là lý do rút kiếm. Từ đó trở đi, Trác Vũ Lạc không ngừng bái kiến các cao thủ kiếm đạo trên giang hồ, cũng không ngừng chiến thắng, danh tiếng của Vô Kiếm Thành càng ngày càng lớn, nhưng trước sau gì Trác Vũ Lạc vẫn không hiểu được cái gì gọi là đạo. Mãi tới ngày Vô Kiếm Thành bị hủy diệt, Trác Vũ Lạc bị hơn 10 kiếm khách tuyệt thế bao vây, thối lui tới bên cạnh một con sông nhỏ, hắn đặt con trai mình vào trong thùng nước, thả trôi theo sông, những kiếm khách kia lao tới định ngăn hắn lại. Ngay thời khắc này, Trác Vũ Lạc thi triển chiêu kiếm cường đại nhất trong cuộc đời mình, dựa vào sức một người mà giết chết 10 mấy kiếm khách tuyệt thế ngay tại chỗ. Tiếp đó toàn thân hắn đẫm máu, ngã xuống bên dòng sông. Hắn nhìn con trai đi dần, mỉm cười. Hóa ra có một số đạo là chỉ có thể ngộ trong thời khắc cận kề cái chết. Có lẽ chiêu kiếm mạnh nhất trong cuộc đời chỉ có cơ hội thi triển một lần. Lúc nãy ta đã nói rồi, người của Vô Song Thành không có tư cách nhắc tới tên phụ thân ta, đặc biệt là ngươi. Tô Mộ Vũ đột nhiên gầm lên một tiếng, rút kiếm giơ cao, kiếm khí vừa bị Lưu Vân Khởi ngăn chặn lại bộc phát. Mây chui nước chảy gì đó, phá. Khí độ tông sư gì đó, phá. Thiên hạ vô song gì đó, đều phá. Lưu Vân Khởi ra kiếm thất thủ, tiếp đó liên tục bại lui, kiếm khí hộ thể quanh người cũng bị Tô Mộ Vũ đánh tới mức tan tành. Hắn lui liền 10 bước, trên thương long nhà đã xuất hiện vết rạn, lại lui 10 bước nữa, trường kiếm của Tô Mộ Vũ đã đâm tới trước ngực eo Lưu Vân Khởi không hề hoảng loạn, trong lòng cười như điên, được lắm, cứ thế đi. Giờ phút này ngươi giết càng dữ, ngươi sẽ thua càng nhanh. Khoảnh khắc đó hắn thấy được một chút sơ hở của Tô Mộ Vũ, lập tức vung kiếm đánh bay hạp vũ kiếm của Tô Mộ Vũ. Ngươi thua rồi, Lưu Vân Khởi quát lớn, ngươi muốn ta dùng thuật giết người. Tô Mộ Vũ khẽ cúi người, ta sẽ cho ngươi thấy thuật giết người cực hạn. Khi Tô Mộ Vũ cúi người, cây dù đã cản chiêu kiếm của Tô Mộ Vũ. Vì vậy, cây dù nở bung ra như một đóa hoa. Chương 160, màn 10 tiểu thử 14. Đây là... Tống Yến Hồi trên cửa thành kinh hãi tới biến sắc. Năm xưa khi các hào hán giang hồ chung tay chống lại ma giáo, hắn từng thấy có một người đeo mặt nạ quỷ thi triển kiếm pháp giống hệt như vậy. Người này giấu kiếm trong dù, khi sử dụng là như đóa hoa nở rộ, tay trái khống chế 17 thanh kiếm, tay phải cầm thanh kiếm mỏng trong cán dù, chỉ trong chớp mắt đã giết chết hàng loạt đệ tử ma giáo. Khả năng giết chóc còn vượt xa đám người ma giáo, khiến giang hồ hảo hán bên phe hắn đều cực kỳ kinh hãi, nghe nói người này không tới từ bất cứ môn phái nào trong giang hồ, mà đến từ Ám Hà, tổ chức sát thủ kinh khủng nhất thiên hạ. Sau đó người này còn tham gia trận chiến cuối cùng vây giết gia chủ ma giáo Diệp Đỉnh Trì. Tống Yến Hồi từng hỏi người đã kề vai chiến đấu với hắn là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Lý Hàn Y đánh giá về hắn là, nếu không có hắn, vậy thì trận ám sát năm đó chắc chắn sẽ thua. Nếu không phải hắn tới từ Ám Hà, có lẽ hắn sẽ là một trong những bằng hữu hiếm có của Lý Hàn Y. Nếu hắn chịu rời khỏi Ám Hà dốc lòng nghiên cứu kiếm đạo, thế thì ngũ đại kiếm tiên, xếp tán quỷ, Tô Mộ Vũ. Tống Yến Hồi hạ giọng đọc ra cái tên này, kiếm trưởng lão nghe xong cũng kinh hãi. Ngươi nói người này là xếp tán quỷ của Ám Hà. Tống Yến Hồi lắc đầu nói, ta không thấy diện mạo thật của hắn, chỉ là suy đoán, Ám Hà, Ám Hà. Kiếm trưởng lão cúi đầu lẩm bẩm, nếu đúng là Ám Hà, thế thì có thể giải thích được mọi chuyện rồi. Tống Yến Hồi nghe vậy nhíu mày nói, kiếm trưởng lão nói vậy là sao? Chẳng lẽ Ám Hà và Vô Song Thành chúng ta có móc nối gì? Còn liên quan tới cả Vô Kiếm Thành nữa, kiếm trưởng lão tự biết mình lỡ lời, lắc đầu nói, thành chủ đừng hỏi nhiều, chỉ là chuyện đã qua. Tống Yến Hồi thầm suy đoán, năm xưa Vô Song Thành thanh thế hưng thịnh, nhưng có một quãng thời gian rất nhiều cao thủ mất tích ly kỳ, cùng lúc đó, Vô Kiếm Thành bị diệt môn, chỉ sau một đêm. Chắc chắn chuyện này không phải trùng hợp. Chẳng qua Vô Song Thành khống chế tin tức,
cho nên người trong giang hồ không liên hệ hai chuyện này với nhau, nhưng Tống Yến hồi làm thành chủ, tiếp xúc được với rất nhiều cơ mật nên mới phát hiện ra. Không ngờ hai chuyện này lại phát sinh trong cùng một đêm. Giờ lại thấy phản ứng của kiếm trưởng lão, Tống Yến hồi thậm chí còn suy đoán được thêm, Vô Song Thành phối hợp với ám hà sau khi trả giá nặng nề đã diệt môn Vô Kiếm Thành. Hắn thở dài một tiếng, kiếm trưởng lão, ngươi có biết vì sao thanh thế của Vô Song Thành ta lại rơi cả ngàn trượng so với năm xưa không? Kiếm trưởng lão biến sắc. Sao thành chủ lại nói vậy? Tống Yến hồi không để ý tới hắn, tiếp tục nói, vì Vô Song Thành chúng ta, về phương diện khí độ đã không xứng với hai chữ Vô Song. Dưới cửa thành, Tô Mộ Vũ thi triển thập bát kiếm trận, chỉ trong chớp mắt đã bao vây Lưu Vân Khởi trong kiếm trận. Cuối cùng Lưu Vân Khởi không thể giữ khí thế tông sư như lúc vừa rồi, chỉ giao thủ vài chiêu mà trên người lão đã có thêm vài vết máu. Lão biến sắc hét lớn, đây là thập bát kiếm trận của ám hạ, cũng là thuật giết người cực hạn nhất cõi đời. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói, người không phải Trác Nguyệt An, người không phải con trai Trác Vũ Lạc, ngươi là người của ám hạ. Lưu Vân Khởi cả giận nói, ai chỉ đạo ngươi tới đây? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới con trai của Trác Vũ Lạc cũng có thể trở thành người của ám hạ ư? Tô Mộ Vũ tiếp tục tấn công, Lưu Vân Khởi vung kiếm ngăn một lưỡi kiếm tập kích mình, thần sắc biến đổi, hóa ra đứa trẻ đào tẩu năm xưa được ám hạ cứu. Đại gia trưởng hắn, vì sao lại làm vậy? Ngươi chiến đấu vì lợi ích, thế thì cũng bị lợi ích phản bội. Ngươi chỉ có kiếm, không có đạo, cứ như vậy thì không thể thắng mãi, còn một khi bại là hai bàn tay trắng. Tô Mộ Vũ quát, hắn, sư phụ, kiếm hạp, không khống chế được kiếm hạp nữa. Trên tường thành, Vô Song đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, hai tay đè chặt lên kiếm hạp, căng thẳng nói, chẳng lẽ kiếm hạp muốn nhận một sát thủ làm chủ? Kiếm trưởng lão cả kinh nói, không thể nào, Vô Song kiếm hạp chỉ nhận một chủ nhân, trừ phi Vô Song chết, bằng không nó sẽ không mở cho người khác. Đây là kiếm hạp thấy một đối thủ đáng để giao chiến nên muốn quyết chiến với hắn. Tống Yến hồi nhìn Vô Song kiếm hạp, lắc đầu nói, tiếc là con còn nhỏ tuổi, bằng không gặp đối thủ như vậy, đúng là đáng để đánh một trận. Vô Song lau mồ hôi trên trán, sư phụ, thế thì nên làm gì đây? Yên tâm đi, nó làm ầm một hồi rồi sẽ yên tĩnh trở lại. Tống Yến hồi xoa đầu Vô Song, đợi lúc con trưởng thành lại mang nó đi tìm đối thủ đáng giao chiến như vậy. Lão thành chủ sắp thua rồi, kiếm trưởng lão nói đầy ẩn ý. Tống Yến hồi bất đắc dĩ nói, đáng lý người đã thua rồi, chẳng qua lần thua này muộn mười mấy năm, nếu năm xưa thua trận còn có ngày vùng lên, nhưng hôm nay mà thua là thua thật sự. Chẳng phải ngươi muốn dùng kiếm đạo thắng ta à? Sao lại dùng thuật giết người? Lưu Vân Khởi định dùng lời nói chọc giận đối thủ, Tô Mộ Vũ cười lạnh một tiếng, ta dùng kiếm đạo đấu với ngươi, ngươi ép ta dùng thuật giết người. Giờ ta dùng thuật giết người, ngươi lại bảo ta dùng kiếm đạo trở lại. Trên thế gian này, làm gì có việc thuận lợi như vậy, cái gì cũng do ngươi đặt quy tắc. Lưu Vân Khởi vừa lên tiếng kéo dài thời gian với Tô Mộ Vũ, vừa âm thầm quan sát ảo diệu của thập bát kiếm trận. Phụ thân ngươi là đại sư kiếm đạo, nếu thấy ngươi dùng thuật giết người đơn thuần như vậy, chắc sẽ cực kỳ thất vọng. Tô Mộ Vũ lại không hề dao động, chỉ lắc đầu nói, ta có một người bằng hữu, thường bị mọi người coi là da mặt dày hơn tường thành. Nhưng kể cả là hắn, lúc này mà gặp Lưu Thành Chủ chắc cũng không thể không cảm khái lên tiếng, đừng gọi là Vô Song Thành, phải đổi tên là Vô Sỉ Thành mới đúng. Sắc mặt Lưu Vân Khởi hơi đỏ lên, chỉ giỏi miệng lưỡi. Tô Mộ Vũ mắc nhẹ tay trái, kéo một lưỡi kiếm thắt qua vai Lưu Vân Khởi. Kiếm pháp của ngươi còn kém hơn phụ thân ta năm xưa vài phần, so với Lý Hàn Y của Tiết Nguyệt Thành thì càng không đáng nhắc tới. Đúng là phụ thân ta đánh giá cao ngươi, ngươi vốn không có tư cách đứng ngang hàng với người. Lưu Vân Khởi cười ha hả nói, ngươi tưởng ngươi thắng rồi à? Vừa rồi ta giả bộ yếu thế chỉ để tìm kiếm sơ hở trong kiếm trận của ngươi. Thập bát kiếm trận, thuật giết người tuyệt đỉnh của thế gian, đúng là tinh diệu. Chỉ tiếc là, Lưu Vân Khởi xoay một vòng tại chỗ, một luồng kiếm khí lượn vòng, trực tiếp đánh bay những mũi kiếm quay quanh người mình. Tới rồi, chiêu kiếm mạnh nhất của lão thành chủ, kiếm trưởng lão trầm giọng nói. Thừa kiếm thượng cửu thiên Tống Yến hồi ngẩng đầu nói, Lưu Vân Khởi vung kiếm chém ra, lòng ngâm lạc hoàng tuyền. Nửa tấm mặt nạ của Tô Mộ Vũ rơi xuống đất, tế vũ kiếm trong tay hắn đâm ra như cầu vồng xuyên thủng mặt trời, phải là ngươi rơi xuống hoàng tuyền, kết thúc rồi, Ngọc Như Ý. Vô Song kinh hãi hét lên, Vô Song kiếm hạp theo tiếng hô mở ra, một thanh phi kiếm trông như Ngọc Như Ý đột nhiên tập kích xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Ám Hà Truyện của tác giả Chu Mộc Nam, tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top, mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.